Vâng, xin chào tất cả các bạn nhé. Video này mình sẽ review cho anh em về cái 6 DG trúc tím cao cấp của hãng Sifeng. Cái này có mã của nhà sản xuất là 8812. Đó, trúc tím. Nó có bản nguyên cây như này và một bản là khớp kép. Nhưng mà mình sẽ chọn bản không khớp để nó sẽ được bền hơn các bạn nhé. Đó, khớp kép thì nó tiện nhưng mà về cơ bản thì dùng lâu nó sẽ bị hỏng, cái khớp nó sẽ bị kém dần theo thời gian các bạn nhé. Đó. Thì cây này thì về hình thức ý, thì nó rất là khá là giống cây khuất nguyên. Đó. Gần như là giống 100% luôn, trừ cái logo ra thì tất cả đều khá giống. Từ đầu bọc, dây cước và trúc thì nó trúc tím. Tuy nhiên đầu bọc của cây này là bằng sừng thật các bạn nhé. Sừng thật. Đó. Lúc đầu mình khui cái này ra mình rất là hoang mang, mình tưởng là giá đắt thế này mà chơi hàng nhựa. Nhưng mà thực tế là nhìn kỹ lại thì nó là sừng các bạn ạ. Hãng nó hoàn thiện rất là tốt. Đánh bóng cả trong lẫn ngoài luôn. Bo cong mềm mại. Cho nên là mình mở ra mình tưởng là nhựa. Nhưng mà thực tế là sừng các bạn nhé. Đó, sừng đây là logo của Sifeng này. Trúc cầm khá là đầm tay các bạn nhé. Đó, quấn cước đen khắc thơ. Trên này cũng là sừng. Đó, thì cây này ở cái phân khúc khoảng dưới 2 triệu và trên 1 triệu rưỡi thì nó cùng tầm với cả TXD02. Nhưng mà tuy TXD02 là trúc đắng, còn cây này là trúc tím, thì mình nhập về thêm cho các bạn có thêm sự lựa chọn thôi. Đó. Có thêm sự lựa chọn. Và cái bên trong của cây sáo này cũng được sơn một lớp sơn lòng màu nâu cánh gián giống như của TXD02. Đó. Thực sự là nhìn nó rất giống cây khuất nguyên. Nhưng mà là Sifeng các bạn nhé. Sifeng. Nó có bản khớp kép nữa nhưng mà nhiều anh em cũng không thích khớp kép. Và khớp kép thì sau này nó có khả năng là nó bị, thứ nhất là dễ bị kẹt khớp, thứ hai là bị bung khớp, thứ ba là nó bị xỉn màu theo thời gian ấy. Và cuối cùng là cái khớp nó tự nhiên nó lại chèn một, tự nhiên trong cây sáo có một cái miếng kim loại ở giữa thì trông nó cũng mất cái độ đẹp của nó. Tuy nhiên là nó lại gọn gàng hơn. Đấy. Nhưng mà thôi, mình chỉ bán loại không khớp thôi các bạn nhé. Về phụ kiện của nó thì nó cũng bình thường thôi. Một cái hộp đựng này. Mình không biết là có phải hãng lớn thì người ta không chú trọng đến phụ kiện không, nhưng mà mình thấy khá là ít phụ kiện. Một cái túi hộp đựng này, một cái túi nhung này. Một gói phụ kiện nữa. À, hai gói màng rung này. Một cái dây treo khá là đẹp. Một cục a dao. Một cái ốp bảo vệ. Và giấy hướng dẫn sử dụng. Cái này thì chắc là anh em cũng không cần nữa, không cần đến lắm nhỉ. Đó, các nốt trên sáo này, mã QR này. Đó. Không có sách các bạn nhé. Lần trước mình mở cây Linh Jean cũng khoảng tầm giá này thì về cơ bản là nó cũng không có nhiều phụ kiện, không có hộp ấy luôn. Có mỗi cái túi nhung và một số sách vở màng rung. Còn Sifeng thì cho thêm cái hộp nhưng mà không cho túi nhung. Cái túi nhung này mình bỏ thêm vào các bạn nhé. Đây. Tiếp theo là mình cũng tặng thêm các bạn cái màng rung cao cấp này nữa, bởi vì hai gói này nó cũng khá là ít đấy. Đấy, tổng cộng là 3 gói màng rung nhé. Sifeng 8812. Trúc rất là già các bạn nhé, già và tròn. Đó, rất là già và tròn. Trúc bạc màu này. Đó, cái này rất là hay. Ở trên thì bạc, càng xuống dưới là càng đen. Các bạn biết vì sao không? Bởi vì là
cái màu bạc này nó không, nó già là đúng rồi, nhưng mà nó còn phụ thuộc vào các cái điều kiện ở xung quanh cái khu vực cây trúc nó mọc nhé. Ví dụ cây trúc nó mọc thông thoáng, không có gì cản trở ấy, thì nó sẽ bạc hết. Còn cây trúc mà mọc ở cái chỗ nó âm u ấy, thì nó đen. Còn cây này là mình có thể khẳng định các bạn là nó mọc ở dưới gốc của nó thì rất nhiều cỏ rậm rạp, nhưng mà ở trên thì nó lại không có gì, nên nó bị bạc. Có những cây đó, có những cây mặt trước thì nó bạc, mặt sau thì nó không bạc, bởi vì là mặt trước nó có không có cây và mặt sau thì rất nhiều cây bao phủ đấy, kiểu như thế. Cái màu bạc của nó tùy mỗi cây. Đó, thường trúc đắng thì mình chỉ lấy một cây về mình review cho các bạn thôi, nhưng mà trúc tím thì phải lấy ít nhất là 2 cây để cho các bạn xem cái hình thức của nó, có cây thế này, có cây thế kia. Rồi bây giờ mình sẽ đi dán băng rung và mình review cho anh em về âm thanh nhé. Vâng, ok, mình đã dán băng rung xong và bây giờ mình sẽ review cho anh em về âm thanh của dòng DJ trúc tím Sifeng 8812 nhé. Sau khi dán băng rung thì mình cũng có thổi test qua một đoạn hai cây này thì thấy âm thanh rất là ok. Bây giờ mình sẽ cho anh em nghe âm trước và mình sẽ nhận xét sau nhé. Tiếp theo là tông son. Âm thanh của cây la và cây son của dòng DJ Sifeng 8812 này thì mình sau khi test âm thì mình có một số nhận xét như sau. Đó là cái nốt đồ của cây này thì khá là đầm, thật sự là rất đầm, rất vang. Mình thổi gần như là hơi nó vào trọn vẹn cho ống sáo, gần như là không có xì ra ngoài. Lỗ thổi được làm rất là bắt hơi. Mặc dù thời tiết rất là lạnh, hôm nay ngày 7 tháng 12 năm 2021 thì ở miền Bắc khá là lạnh ấy, khoảng trên 10 độ, thì
các bạn cũng biết là mùa lạnh ấy, thì thổi sáo DJ nó khá là xì đúng không? Nhưng mà về cơ bản mình thổi vào cây này thì lỗ thổi nó rất là tốt, rất bát hơi, cho nên là hơi thì nó vào trọn trong sáo và nó không tạo ra cái tiếng xì. Mình cảm thấy thổi rất là êm, làm rất bát hơi và nhẹ, thổi rất nhẹ. Đó, anh em có thể thấy, nghe thấy là cái nốt đồ của nó rất là vang, rất là rõ. Cái son này cũng vậy. Trước đây thì có TSD-02, TSD-03 có thể làm được điều này. Và bây giờ mình thấy lần đầu tiên có một cây DJ trúc tím bên mình nhập về mà nó lại có một nốt đồ, nốt trầm nó to, nó rõ như thế này. Đó, thường thì những cái dòng trúc tím rẻ hơn bên mình thì nó không được thế này các bạn nhé. Không được thế này. Thực sự là rất là ưng về âm thanh của hai cây này. Nó không kém gì so với TSD-02. Theo mình đánh giá là như vậy. Cái độ rung của cây DJ này thì nó rất là tốt. Mình thấy rung đến son 2 rất là nhẹ nhàng. Nếu mà sử dụng màng DJ siêu VIP loại tốt hơn nữa thì có thể là rung được đến la 2, mình nghĩ là như vậy. Đấy. Ở đây mình sử dụng gói màng rung 40.000 màu đỏ các bạn nhé. Son này cũng vậy. Đó, cái son này còn rung đến la 2 các bạn nhé. Gần như là rung full quãng luôn. Bây giờ mình sẽ thổi với beat bài Yêu Giang Sơn Càng Yêu Mỹ Nhân trên cây sáo la này nhé.
mình vừa review xong âm thanh và hình thức các thứ của cây DJ Fan 8812 này các bạn nhé. Các bạn có nhu cầu mua sáo DJ có thể truy cập vào các đường link mình để ở dưới phần mô tả của video nhé. Xin chào các bạn.